Chiều hôm qua 2 tháng 8, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức hội thảo khoa học của cụm thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long với chủ đề nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của các trường chính trị, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu của trường chính trị chuẩn. Tại hội thảo, các nhà khoa học đã tập trung thảo luận, phân tích, luận giải, làm rõ một số vấn đề, quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, những quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn ở các trường chính trị tỉnh, thành phố, mối quan hệ giữa nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị với nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ đảng viên và sự phát triển của địa phương đơn vị nơi học viên công tác. Mối quan hệ giữa nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn với nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên ở các trường chính trị trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Những mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở các trường chính trị trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Qua triển khai kế hoạch hội thảo, ban tổ chức nhận được 65 bài tham luận của các nhà khoa học, các trường chính trị trong cụm thi đua, ban ngành tỉnh, trung tâm chính trị quyền thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang. Qua thẩm định, ban tổ chức chọn 53 bài viết có chất lượng với hàm lượng khoa học đảm bảo giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc để xây dựng kỷ yếu hội thảo.